only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Rồi, xúc. Đây này này. Đây này cũng là ly ngon nè. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Rồi, xúc. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ngon ngon tinh thần quá nè. Tại đúng sai gì mình tại không có thì cái ly gì cũng xài cả, không có chuyện hưu thao xài ly HB sao đúng cả. Không có ly nào ra hồn nè. Cái ly HB nãy cũng là rất là ngon lành rồi. Hy vọng cái này nó vô, không cần nhiều nó vô diễn dòng cũng xài được. Còn vô hết tinh thông. Cái ly này mà vô hết tinh thông lại ngon nè. Đúng không? Cái ly này mà giờ mới vô hết tinh thông đã hơn cái ly nãy. Tại nó sát thương hỏa cơ tương tố hỏa rồi. Tinh thông tỷ lệ coi như không có cũng được. Cái dòng tinh thông nguyên tố này giá trị của nó tương đương cái dòng a blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. Theo cấp số nhân. Cái này mình giả sử nó là sát thương một cách đi. Xúc tinh thông. Chán gì đâu. 100 tinh thông thì cũng được. Mười mấy phần trăm. Sát thương một cách rồi. Tỷ lệ nha. Ok, cái này là không có sát thương bạo mình kiếm được tỷ lệ. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Oh yeah yeah. Ok, đầu hay hơn quá vậy. Nice. Thank you. Ừ, đúng thứ mình cần đó nha. Chỉ cần đúng một dòng tỷ lệ. A blade embraces its duty as a jeweler cherishes okay, their gems. Ok, giờ thấy xài được rồi đó. Thấy có tương lai. Thấy tương lai lắm nha. Giờ mình sẽ kiếm tinh thông và tỷ lệ. Để kiếm cái nào có tinh thông á. Đây tinh thông và sát thương bạ không. Đây tinh thông và tỷ lệ. Đó tinh thông và tỷ lệ nè. Tinh thông đâu. Để kiếm đó tinh thông tỷ lệ đó. Tinh thông và tỷ lệ ngon lạnh. Tinh thông giá trị lắm nha. Ôi tinh thông sát thương bạ không lấy. Tinh thông và tỷ lệ của tôi đâu. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Tấn công nè. Thấy không? Ê, cái này là tấn công phần trăm. Cái thằng này là gì? Tấn công trăm không được bỏ ra. Vô tấn công mất công lắm. Thằng bạo không có. Tinh thông hiệu quả nạp, không được luôn. Tinh thông sách. Ok, cái này tấn công số này được nè. Tinh thông tỷ lệ nữa. A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. Nên cái tỷ lệ HP đi. Rồi, bập. Yes. Tinh thông tỷ lệ lắm. Oh. Oh shit. So this is a day in the life of the traveler. Ôi, cái ly này là cái ly quan trọng đối với mình. Tôi phải rác rồi, phải đợi level 8 tinh linh. Tâm linh từ level 4 luôn. Cái ly này quý mà, farm cả tháng trời đó. Nhìn cái kho của anh đi. Mấy trăm món dòng hồi ức mới ra được món này chứ bộ. Trời, đâu phải tự nhiên hôm nay anh farm là có đâu. Hôm nay anh xó, anh farm là anh cường hóa tâm linh mới được một ly kiểu này đó. Phải kỹ từ cộng 4 luôn. Nè, nãy thấy ly không? Nãy thấy cái kho. 100 mấy gần 200 món dòng hồi ức. Bao nhiêu quá. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Ok. Đừng biết thay. Yes. Rồi lẫm. Tỷ lệ và tinh thông. Làm lại trò nãy nữa. A blade embraces its duty. Tỷ lệ này. As a jeweler cherishes their gems. Thêm chút tinh thông vô. Tinh thông tỷ lệ. Hai đứa. Kiếm cái tinh thông nữa. Để lỡ nó không lọt vô tỷ lệ thì nó lọt vô tinh thông. Đây, sát thương bạo.
Tinh thông sát cơn bão vậy? Cái kệ luôn đi. Hết tinh thông tỷ lệ rồi. Hết tinh thông sát cơn bão. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Đúng rồi này. Không cần. Đối với Hu Sao không cần cái này. Kéo rồi đó. Mình đang đập lên 20 nè. Đập lên 20 chứ. Đầu này làm sao mà không đập được. Tới đây là nó ra thì tốt, mà không ra mình cũng xài. Đây là cái ly ngon rồi. This is a day in the life of mình đang thiếu cái ly này. Cái ly HP để dành cho mấy con khác. I'm learning more about you all the time. Lệ, hết lên đầu tinh thông rồi. Ê, tinh thông cái lệ kìa, lắm. Cái lệ nè. Lệ thêm món nữa, gia cố vô cho chắc. Hai tỷ lệ, một tinh thông. Oh, yes, yes. Oh. Thấy rồi đó, thấy có điểm rồi đó. 18 tỷ lệ luôn. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Chị biết thai gì cả. Mày không biết thứ thai đâu. No, biết thai nha. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Đây thôi. Ê, chết rồi. Cái này mình tính với chút chút để mình tiết kiệm mấy cái phôi, mấy cái phôi của mình. Ok, vô tinh thông thì coi như vô sát thần bào đi. Phải vô cái tỷ lệ nhìn 18 nhìn nó đã mắt hơn. Đỉnh cao. Cũng được, ly này ngon rồi. Nhưng cái này phải nó đẹp, nó không quá quá đẹp. Đẹp con mắt. Sai. Rồi nữa. À, hồi trước xài cái ly cùi bắp nè. À, bây giờ xài cái ly đá rồi không đi không? Trời ơi. Cái ly này cũng căng thẳng nè.